ngày 25 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ 16 năm học 2019-2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Hiệu Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đức đến dự. Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ 16 năm học 2019-2020 có 62 em học sinh xuất sắc được nhận giải. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 12 giải ba, 47 giải tư, tăng 3 giải so với năm 2019. Tổng giá trị giải thưởng 429 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ. Từ năm 2004 đến nay, có 839 học sinh nhận giải thưởng, trong đó 7 giải nhất, 61 giải nhì, 331 giải ba, 440 giải tư, đã góp phần thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình học tập trong tỉnh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh. Thành tích của các em đã đưa Bến Tre đứng top 3 trong 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có số lượng, chất lượng học sinh đạt kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây sẽ là nguồn động lực cho các em học sinh đạt giải, tiếp tục phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là người tiếp nối các bậc tiền nhân đi trước. Với cái việc vinh danh của giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần này sẽ là nguồn động lực để các em học sinh được nhận giải thưởng và những học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi, các kỳ thi trong năm 2011 sẽ bước vào một cái năm học mới với những cái thành tích mới, thành tích cao hơn để góp phần thắp sáng cho cái ngọn lửa của phong trào đồng khởi mới, đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 8 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh thủ khoa tỉnh, kỳ thi trung học phổ thông tỉnh năm 2019-2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre trao tặng quỹ khuyến học cho Hội khuyến học tỉnh và các huyện, thành phố với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng.